thiết kế độc lạ của người Nhật. Đây là cái muỗng ở Việt Nam đi ăn nhà hàng mình hay xài đúng không nè. Còn đây là khi đi ăn mì ở Nhật, mọi người sẽ bắt gặp cái muỗng như vậy. Nay đi ăn với cô bạn người Nhật á thì mình thấy cổ kê cái muỗng lên miệng tô mì như vậy nè. Trời ơi, ảo ma Canada thiệt chứ. Đúng là có nhiều thứ độc lạ ngay trước mắt mình mà mình không hề hay biết luôn đó. Hoặc là cái muỗng sứa có cái đuôi nhỏ phía sau, hoặc là ăn bằng cái muỗng to cho bá lửa như vậy luôn nè. Trời ơi, nó to gần bằng cái mặt mình luôn á. Nay thì mình ăn mì miso. Mình nghe cô bạn người Nhật nói nếu mà duy trì ăn tương miso đều đặn mỗi ngày thì còn giúp cải thiện làn da nữa đó. Đây là một trong những bí kíp mà các bạn gái Nhật không muốn cho ai biết đâu nha. Ngoài ra thì họ cũng thích xài dầu tẩy trang hơn là nước tẩy trang. Mình cũng học theo và sử dụng lại dầu tẩy trang than hoạt tính Milk Cleansing Oil Black and Smooth của Fanco. Loại này thì sẽ giúp làm sạch sâu bên trong lỗ chân lông, giảm mụn đầu đen, duy trì độ ẩm trên da và giúp làn da luôn căng bóng. Sau khi mà tắm xong thì còn bôi thêm cả lotion dưỡng thể trắng da và uống thêm thực phẩm chức năng để cải thiện làn da từ trong ra ngoài nữa. Để mà có một làn da đẹp như người Nhật thì họ phải chăm sóc da rất là kỹ mỗi ngày luôn đó. Tại vì đẹp tự nhiên nhưng đâu tự nhiên mà đẹp đúng không nè.